trời nắng mà con khóc nó tới nỗi mà ít nước mắt luôn. Mình nghĩ đây là một bộ phim vô cùng thích hợp cho cái mùa mưa này. Tại bây giờ mình mưa mà phải đi coi nắng cho nó nắng bù lại. Và quan trọng hơn hết đó là bộ phim rất là tình cảm. Mọi người muốn biết chuyện tình của Sam và Trấn Thành, Sam và Xin như thế nào thì hãy nhớ đến Galaxy và xem bộ phim nắng nhé. Tin sẽ rất là nhiều người khán giả tới rạp để dự buổi ra mắt ngày hôm nay, cũng như là sau đó sẽ có rất là nhiều người tìm đến rạp để xem bộ phim nắng ủng hộ cho bộ phim này. Hy vọng là bộ phim sẽ được nhiều người ủng hộ. Em đợi cái phim này ra rất là lâu rồi. Em đang rất là mong phim có hay không, và mong phim sẽ được tốt đẹp như ý nữa. Trang hy vọng là quý vị khán giả hãy đến rạp ủng hộ phim Nắng nói riêng và ủng hộ phim Việt nói chung. Đi coi ra mắt mà cười vỗ tay và có cả những người khóc. Em rất là thích Tình Mẫu Tử, đó làm cho em nhớ đến mẹ em. Em thích bé Nắng, tuy bé nhỏ nhưng mà bé diễn hay. Em chủ yếu về tình cảm mẹ con. Cái giá trị của bộ phim này là cái tình yêu thương giữa người với người rất là lớn. Phim này chắc chắn là sẽ làm cho mọi người khóc. Nhớ ủng hộ phim Nắng nha. 31 tháng 8 nha cả nhà. Khán giả nhớ đón xem phim.